Các bác ơi, hôm nay bên shop về một loại hạt giống hôm nay nữa, đó là hạt giống rau ngót nha. Đây ạ, hàng này là hàng Việt Nam. Đó. Hạt giống rau ngót Lộc Phát. Hàng Việt Nam. Đây. Cái loại rau ngót này là rau ngót lá nhỏ, ăn rất là ngọt và mềm. Ăn rau ngót thì rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta, đúng không ạ? Rau ngót thì mát. Đó. Một gói này được 1 gram. Đây ạ. Rau ngót lá nhỏ nhé, mỏng, lá nhỏ và mỏng chứ không 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 dày, lá không dày và ăn thì rất là ngon. Rau ngót ta.